Trung tá cảnh sát giao thông bị tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Ngày 27 tháng 5, đại diện công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ việc Trung tá PTAP, 40 tuổi, bị một nam thanh niên đi xe máy tông tử vong. Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Trung tá P đang làm nhiệm vụ tại trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, bị Cao Nhật Trường, 22 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc, Nam Tông Mạnh vào người. Cú Tông Mạnh khiến Trung Tá P bị trọng thương. Trung Tá P được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Sau đó, nạn nhân được chuyển viện lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do chấn thương quá nặng, Trung Tá P đã tử vong chiều cùng ngày. Cú Tông Mạnh cũng khiến trường bị thương. Nam thanh niên đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng Khánh Hòa điều tra. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.